Đội tuyển U21 Việt Nam đã có một trận đấu không tốt trước U21 Thái Lan. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải chịu sức ép trong suốt cả trận đấu và hệ quả là các cầu thủ trẻ của chúng ta phải nhận hai bàn thua do công của Nataut và Pravi ở các phút thứ 6 và 72. Thua trận này, đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tranh hạng 3 với đội thua ở cặp đấu giữa U21 Malaysia và U21 Singapore. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15h45 ngày 5 tháng 6 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh ca cộng phong cách.